Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với nhóm 70 giang hồ bảo kê đất Phú Quốc hỗn chiến khiến 2 người chết, 6 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào cuối năm 2022. Trước đó, sau phiên xét xử sơ thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có kháng nghị tăng hình phạt 14 bị cáo: Đoàn Thiên Long, Phạm Anh Hiếu, Bùi Minh Trung, Võ Văn Lương, Nguyễn Quốc Vinh, Trần Ngọc Phú, Lê Hoàng Lang, Huỳnh Văn Từng, Huỳnh Văn Hận, Võ Minh Thành, Phan Hoàng Quân, Phạm Hoàng Dô, Phan Hữu Phúc, Bành Văn Sang. Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, bản án hôm xét xử sơ thẩm, tỉnh Kiên Giang tuyên án đối với 14 bị cáo này quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra chưa đủ gian đe, chưa phù hợp với quy định pháp luật. Tại phiên tòa ngày 31 tháng 1 năm 2024, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thiên Long, 23 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tù trung thân về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị tuyên án tử hình đối với Long. Vụ án này, các bị cáo là dân băng nhóm xã hội, có nhiều tiền án tiền sự, chuyên đi làm đất, tức là chuẩn bị hung khí, vũ khí trước, khi có ai yêu cầu thuê mướn thì sẵn sàng dùng vũ lực đánh, chém, giết để chấn áp bên phía đối lập, nhằm mục đích giao đất, chiếm đất, giữ đất trái pháp luật. Có hành vi tụ tập băng nhóm, huy động liên kết các nhóm xã hội khác sử dụng hung khí nguy hiểm như dao tự chế, cây dựa quéo, gậy bóng chày, cây chĩa ba mũi, bom xăng tự chế, vũ khí súng quân dụng, thu giữ khoảng 200 loại hung khí các loại để thanh toán nhau một cách quyết liệt, manh động, liều lĩnh, táo bạo gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Theo cáo trạng, vụ án bắt đầu từ tranh chấp đất đai ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc. Do người mua chưa thanh toán hết tiền, đã phân lô bán lại cho nhiều người khác. Sau đó, Nguyễn Văn Thái đã nhận và huy động nhiều người tham gia bảo kê để thực hiện đo đạc khu đất tranh chấp. Sau khi chốt kèo làm đất 4 tỷ đồng, ngày 27 tháng 10 năm 2012, Thái rủ thêm các đối tượng giang hồ chuyên bảo kê giành đất, giữa đất tranh chấp, gồm Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lương, Bùi Đức Ngọc, Đoàn Thiên Long, Nguyễn Văn Quá cùng một số băng nhóm khác tham gia, năm hai bị cáo. Nhóm tập hợp lại nhà của Bùi Minh Trung rồi đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp, sau đó xảy ra cự cái xô sát với nhóm của Nguyễn Văn Trường, ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Lúc này, Đoàn Thiên Long đi cùng nhóm Thái Bích dùng súng hoa cải bắn nhiều phát về nhóm đối phương làm hai người chết, 6 người bị thương. Theo kế hoạch, tòa cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử phúc thẩm tại Kiên Giang trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Trần Sĩ Thành chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến và trực tiếp với các quận huyện thị xã về kết quả triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 và các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị, đại diện công an thành phố Hà Nội dẫn chứng về một đường dây buôn bán hơn 10 tấn xúc xích bẩn vừa bị bắt giữ và cho biết đường dây này bắt đầu từ một hàng quán ở cổng trường học sau đó, lực lượng công an đã lần theo dấu vết, tìm được 5 đến 6 đầu mối và phát hiện kho hàng có chứa hơn 10 tấn xúc xích bẩn. Đại diện công an thành phố Hà Nội cho hay, đơn vị đã thử thí nghiệm để xúc xích thu giữ được ngoài nắng 7 ngày, kết quả xúc xích không bị ôi thiêu, bốc mùi và nghi ngờ sản phẩm này có sử dụng phóc môn. Liên quan đến vấn đề này, cục trưởng cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội Chu Xuân Kiên cũng thông tin, chiều mùng 4 tháng 6, lực lượng quản lý thị trường đã bắt được hơn 1 tấn thực phẩm bẩn tại quận Tây Hồ. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện gần 1.100 kg hàng hóa là thực phẩm chân móng giò trên bao bì đóng gói có ghi chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Qua vụ việc trên, Công an quận Tây Hồ khuyến cáo thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc là mối nguy hại đến sức khỏe đời sống nhân dân. Hiện số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ngày càng lớn, nhưng số lượng người làm về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm lại rất mỏng. Do đó nếu chỉ làm theo kiểu nay đến cửa hàng nọ, mai đến cửa hàng kia thì chỉ như bắt cóc bỏ đĩa, không thể xử lý hết được. Vì vậy, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội mong muốn người dân, chính quyền địa phương cùng vào cuộc với cơ quan chức năng. Nếu thấy quán hàng bán xúc xích nướng, gà rán không đảm bảo an toàn thực phẩm, người dân có thể chụp ảnh gửi lực lượng chức năng các quận huyện. Ngoài ra, nếu phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm, người dân có thể gửi thông tin đến Cục Quản lý Thị trường thành phố để xử lý. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Theo đó, lúc 12 giờ cùng ngày, người dân địa phương tá hòa phát hiện một thi thể trước hàng rào công ty BDL ở thôn Phước Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc nên gọi báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, công an huyện đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định thi thể là nam giới khoảng 40 đến 50 tuổi, trên người mặc quần dài kaki, không mặc áo, nạn nhân có thể tử vong từ 2 đến 3 ngày trước. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Hà Nam thông tin vừa điều tra làm rõ và bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức ôm họ rồi bỏ trốn. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự đối với Đoàn Thị Sáng, sinh năm 1983, trú tại xã Trinh Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tố giác của người dân trên địa bàn xã Trinh Lý về việc bị đối tượng đoàn thị sáng dựng nhiều dây họ cho người dân chơi, sau đó thu tiền của người dân rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Xác định vụ việc mang tính chất rất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Ngày 20 tháng 5, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Công an huyện Lý Nhân nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm cao, mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lý Nhân đã bắt được Đoàn Thị Sáng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp. Tại cơ quan công an, Đoàn Thị Sáng khai nhận lợi dụng lòng tin của người dân có nhu cầu chơi họ và việc những người chơi không quen biết nhau, Sáng đã thành lập các dây họ để thu tiền. Do mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả tiền họ, Sáng đã có hành vi gian dối bằng cách mạo danh người muốn mua họ ở các kỳ để lấy họ và chiếm đoạt tài sản. Bằng các thủ đoạn trên, trước khi bỏ trốn khỏi địa phương, Sáng đã dựng 27 dây họ lừa kéo hơn 800 người dân chơi, tương đương hơn 1.300 suất họ để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lý Nhân đang tích cực điều tra mở rộng vụ án. Từ các vụ vỡ họ xảy ra trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng trong thời gian gần đây, Cơ quan Công an khuyến cáo để tránh bị lừa đảo, tiền mất tật mang, người dân nên chọn lựa các hình thức đầu tư, tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn, tránh việc tham gia chơi họ mang tính rủi ro cao, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, người dân phải nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến góp vốn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, phòng tránh rủi ro. Cộng đồng mạng xôn xao hình ảnh người đàn ông với bàn tay to, khuôn mặt khá dữ được gọi là hộ pháp Kim Cang đã cởi bỏ y phục na ná ông Thích Minh Tuệ. Sau khi xuống áo thì hộ pháp Kim Cang và nhiều người từng theo chân ông Tuệ khoác lên mình áo phông màu xanh có cổ, khác xa với hình ảnh những ngày trước đó theo chân ông Tuệ. Người đàn ông này bước vào quán phở ở ven đường được cho là tại địa phận huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó là hình ảnh hộ pháp Kim Cang cùng ba người đàn ông khác được cho là từng đi theo ông Thích Minh Tuệ ngồi ăn phở. Anh Trần Anh Tuấn 31 tuổi, chủ quán phở Tuấn Nhung ở phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào 8 giờ cùng ngày, nhóm năm người đàn ông từng theo chân ông Thích Minh Tuệ, trong đó có người được gọi là hộ pháp Kim Cang đến quán phở nhà anh ở địa chỉ nói trên để ăn sáng sự thực hình ảnh này ra sao anh tuấn chủ quán phở cho biết những người trên đến quán anh kêu đồ chay ăn có bún với xì dầu kèm thêm rau chứ không phải đến ăn phở bò như nhiều người nói trên mạng xã hội anh tuấn cho biết thêm những người này có chia sẻ sau khi trở về nhà cũng sẽ ăn chay còn cộng đồng mạng nói việc họ ăn phở bò là không đúng làm ảnh hưởng hình ảnh người tù trước đó vào trưa cùng ngày ban tôn giáo chính phủ thuộc bộ nội vụ thông tin ông lê anh tú thích minh tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư của ông Lê Anh Tú đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét, kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua nghe báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy ông Doãn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Dũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Các sai phạm này liên quan đến vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thị xã Cờ Lò, thời điểm ông Doãn Tiến Dũng làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định thi hành kỷ luật ông Doãn Tiến Dũng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Trước đó ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người liên quan đến sai phạm đất đai ở thị xã Cờ Lò. 5 người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cờ Lò, ông Phan Công Đối, Phó tránh văn phòng thị ủy Cờ Lò, Nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thị xã Cờ Lò, ông Nguyễn Chí Nguyện, trưởng phòng tư pháp, Nguyên trưởng phòng tài chính thị xã Cờ Lò, ông Nguyễn Thanh Tùng, Nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Cờ Lò, ông Hoàng Khắc Trường, trú tại phường Nghi Thu, thị xã Cờ Lò. Theo kết quả điều tra, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò đã thu hồi 53 thửa đất, tổng diện tích 17.306,83 m2 và bố trí tái định cư 85 thửa đất, tổng diện tích 22.282,6 m2 cho các hộ dân. Trong quá trình thực hiện, những người liên quan đã có nhiều hành vi vi phạm như thu hồi đất không đủ căn cứ, bồi thường không đúng trình tự, thủ tục, bố trí đất đai định cư không đúng đối tượng, vượt hạn mức xác định giá đất tái định cư thấp hơn so với quy định của pháp luật